Mình đi ăn bún giò nhưng mà mình chỉ ăn bún không thôi, cục giò mình đem về mình nuôi sâu, con nào cũng nói mập ú. Để cho con nữa, nó ăn không kịp nhai luôn nè. Con cá tài tượng của mình nó ăn khoảng 4 5 con sâu rồi, cỡ này là nó ớn. Hôm trước mình mua 10 ca bạc sâu. Con nó nhỏ gà nó không phải dày, hồi người ta bỏ cái cám cho gà con mấy bạn. Mình về mình bỏ vô cho nó cục giò mình ăn lại dở, rồi mình bỏ vô nó gặm nó ăn hết trơn luôn này mấy con sâu. Giờ con nào cũng nói u niu ăn đi đó không ăn hả? Mình ăn không thấy nó nhai luôn, chứ con trùng là nó nhai. Đầu trùng khó quá, có bữa có bữa không mấy bạn. Trời, mình xuống mình mua 10k này mình nuôi nó sống được lâu lắm mà mập ấu đi, mình cho cá thác lát, cá trê rồi nó ăn. À, mà bây giờ mình bắt con cá rô đồng đó các bạn. Mình đẩy cái lưới đó mấy bạn, nhưng mà không biết sao mà con cá rô đồng nó nhảy qua cái nó làm con cá tây tượng mình mới mua 80k. Con cá tây tượng đẹp ghê, màu đậm lắm mà bây giờ nó bơi ngửa, bơi nghiêng, bơi lung tung để mình bắt con cá rô ra cái đã. Lúc nãy mình xúc nó qua chứ bắt nó không được, nó to là cái gì của nó nguy hiểm. Ở đây còn có một con cá lóc à, còn nó nhảy qua đây nè, ba con này, bốn con, còn ở dưới chân mình, con ở dưới chân mình có cái hồ, một hồ bên đây có một con rất là to trong này, nó nhảy qua nhảy lại hoài, nó không có nằm yên một chỗ, chắc là nó chưa quen hồ hay là sao thì mình cũng không biết nữa, để rồi mình đậy kỹ lại thôi. Trời ơi, cái nó làm con cá tây tượng của mình tiêu luôn, chắc là không không thọ nổi rồi. Này, mình xả nước thêm vô cho nó có oxy thử đó, nhìn nó này nó tội chưa. Đó, bây giờ nó bơi nghiêng bơi ngửa lung tung như nó bị con mắt của nó bị một câu sao ấy. Con cá rô nó ở trong đây nó dùng con này chịu không nổi, mình mới để cái oxy vô cho nó không biết nó đỡ hơn không chứ, tội chưa. Hôm trước cái màu đẹp lắm bị lấn, nhưng mà cái con này nó đẹp cho nên mình mua tới 80k lần đó, chắc là phải mua lại con khác rồi, chứ con này nó tướng không không qua nổi mùa đông này. Uổng thiệt chứ. Bây giờ mình mới vớt rêu ra nó trống đó, mình mới để ý lại là mấy con cá bảy màu nó cũng đâu mất tiêu luôn. Chắc là con cá rô đồng nó xử lý đẹp luôn mấy con rồi, nhưng mà mình tiếc nhất là con cá tai tượng này. Trời ơi, mới mua 80k ra đi rồi. Mình để đây mình hy vọng tới chiều nó sẽ đã hơn, rồi mình tủ kỹ lại chứ không được đâu. Đây đây đây, cái con cá rô đồng một con ở bên cái hồ này nữa nè. Đây, con này thiệt là nó chui qua chui lại đi khi nào vậy ta, đâu có hả cái này này, đâu có hả ở dưới đâu rồi. Đó, cái con này mình tới năm con cá rô đồng bên cái hồ bên này, nhưng mà nó ở đâu thì mình không biết nữa. Nó chui qua chui lại được, để do anh bỏ cái rêu nhiều á để mà nó kín nó bớt nhảy ra thôi. Để đi cho mấy con rùa nó ăn chứ ăn sau nó con rùa nó không thèm ăn, cho nó ăn cám viên. Đây cho nó ăn cám viên này chứ mình hết cám mình bóp nhuyễn mất rồi, cho nó ăn đại. Lúc nãy mình bỏ vô mấy con sâu nó không ăn, mình bỏ nguyên hạt cám này vô luôn. Để mình vớt một ít cho con ba ba mới nè, con ba ba mới này mình tập gần cả tháng nó mới biết ăn cám đó mấy bạn, hôm nay thì nó ăn được rồi. Đây cho mày ăn, còn con kia sao hôm nay con to kia hôm nay hiền dữ biết gì, mình mới xoay qua là nó đớp. Bây giờ đi coi thử, anh thấy mình ngại sao ấy. Ăn lúc ăn như bượm nhưng mà đó. Đó ăn ghê chưa, khi nó biết ăn cám rồi là nó ăn ghê gớm lắm, nhanh lớn. Như con kia con lớn của mình cũng vậy thôi. Bắt mày lên thử, sao hôm nay mày nhát dữ vậy nè. Đây lên đi.